This is a physical Đây là thing, vấn đề vật chất, so we have to nên use chúng ta phải physical dùng means. phương tiện Yeah, vật chất. the poor Ồ, những people, con người they đáng feel thương, very bây giờ scared họ right cảm now. thấy rất sợ hãi. I Dạ, don't remember when they tôi have không nhớ SARS lúc có or dịch SARS bird hoặc flu. cúm I gia don't cầm. think people would be Tôi locked không out nghĩ like mọi that, người no? bị cách ly This ở is the nhà như first thế time. có không? Đây là lần Yes, đầu I tiên, thought it's the phải, first tôi nghĩ time that it đây là lần happened đầu that tiên xảy people ra have to mà be mọi locked người in, you know? phải cách ly ở Yes, nhà. Master. Dạ, sư So phụ. now I guess Vì all the vậy, bây streets giờ are tôi đoán là emptied tất and cả đường many phố đều vắng tanh và nhiều buildings tòa are nhà looked like ghost trông như mấy towns, phố stuff ma. like that, huh? Tương Yes, tự như Master. vậy. Yes, Dạ, sư phụ, absolutely. quả thật như Yeah, vậy. poor people. Những What con to người do? đáng thương, But this biết làm gì is đây? just one Đây of the mới chỉ là signs of một the trong các warning. dấu What hiệu people cảnh just báo, don't listen, nhưng you mọi know? người vẫn không I nghe. think the government Tôi nghĩ and rằng các chính the phủ và religious các nhà leader lãnh have đạo to tôn take giáo the phải thực more hiện vai strong trò leading lãnh role, đạo mạnh mẽ have hơn. to take more dramatic Phải có measure, you biện know, pháp mạnh mẽ and hơn tell nữa. people to Absolutely, Chắc Master, chắn rồi, thưa sư yes. phụ. To just return Nói với mọi to người, chỉ original cần quay lại với loving bản chất yêu nature, thương no nguyên more thủy meat của eating, no họ, more không ăn thịt nữa, massacring, không tàn you know, sát the innocent and những the chúng sinh vô helpless, tội và bất lực no nữa, more torturing them like không that. tra tấn họ Yes, thú vật Master. như I vậy mean, nữa. death Dạ, is sư phụ, not much of a chết không phải là question, vấn đề. okay? We would Sớm die one muộn day gì or chúng not, ta it's cũng just that chết. the way they Chỉ có torture them, điều là yeah. cách họ tra tấn Yes, loài Master. vật. And the Dạ, sư way they phụ, kill them, this và is cách họ terrible giết to thú poor vật thật heavens khủng and khiếp earth cho to thiên even địa chứng witness. kiến cảnh này. Master, all these Thưa sư zoonotic phụ, diseases are being tất cả các bệnh transferred from truyền nhiễm animals to đều là humans do lây because truyền of từ our động vật sang actions. con người vì hành động ăn Yeah. thịt của con người. All Đúng vậy. Tất cả bệnh SARS, SARS, MERS, MERS, swine flu, bird flu, cúm lợn, cúm gia cầm vân COVID-19, vân this và COVID-19, coronavirus. virus corona này. Yeah. Đúng This vậy, is dịch supposed bệnh to này be được cho là truyền transmitted từ by một số some người people who ate the ăn wild thịt động vật hoang dã. animal. Yes, Master. Dạ, And sư then phụ. it transmitted Và rồi to nó other lây truyền sang animals các and động then vật it khác passes it và to sau man đó and truyền then sang con người. now even Rồi bây giờ thậm some chí animals are một số transmitted động vật to bị lây are nhiễm also cũng infected. bị nhiễm bệnh. Fatal epidemics, Bệnh dịch, pandemics đại originally dịch gây transmitted tử by vong bắt eating nguồn từ animals, việc ăn thịt động vật. HIV, AIDS, HIV, transmitted by S lây truyền chimpanzees, từ tinh tinh. variant Creutzfeldt-Jakob disease, or mad Bệnh cow bò điên disease, transmitted by cows. Lây truyền từ bò. H5N1 avian Cúm or gia bird cầm flu, H5N1. transmitted by Lây chickens, truyền từ geese, gà, ngỗng. SARS, SARS, severe hội acute chứng hô respiratory hấp cấp syndrome, tính nặng. transmitted by civets, Lây truyền từ cầy hương. H1N1 swine flu, Cúm or lợn pig's disease, H1N1. transmitted by pigs, Lây truyền từ MERS, lợn. Middle East respiratory Hội syndrome, chứng hô hấp trung transmitted đông. by camels, Lây truyền Ebola, từ lạc đà transmitted by Ebola. bats, Lây truyền từ dơi, COVID-19, COVID-19, transmitted from lây bats to truyền từ dơi penguins. sang tê tê. All these diseases Tất cả những căn transmitted bệnh from này lây animals truyền to từ humans. động vật sang người. Also, there are fatal Đồng incurable thời có những bệnh sicknesses nan y from gây eating chết người fish. do ăn cá. Worms. Dùng sáng. Hepatitis A virus. Virus viêm gan A. Norovirus. Norovirus. Vibrio bacteria. Vi khuẩn Vibrio. Salmonella. Nhiễm khuẩn Salmonella. E. coli. Listeria. Nhiễm khuẩn Listeria. Ngộ độc sờ hến, tôm cua. Ngộ độc thủy ngân. Các phản ứng dị ứng. Vân vân. Tất cả những bệnh này lây truyền sang người do ăn cá, tôm cua, sò hến và động vật biển khác. Và điều đó thật kinh khủng bởi vì nếu động vật họ chạy nhảy khắp nơi và truyền cho động vật khác, thì tôi không biết chúng ta trốn đi đâu đây. Dạ, sư phụ, không biết chúng ta trốn thoát cách nào. Dạ, sư phụ, dù cách ly hay không. Gần đây có rất nhiều động vật, cây cối và khu rừng đã hy sinh chết thay cho con người. Cho nên chúng ta mới còn ở đây. Ôi sư phụ, cảm ơn Ngài. Nhưng đó là sự khác biệt giữa hy sinh tự nguyện và cái chết bị cưỡng ép với kiểu giết hại và tàn sát tàn bạo và dã man đến vậy. Thật kinh khủng là con người làm điều đó bởi vì họ sẽ nhận lại sự đối xử. Tuy có điều con người sẽ nhận lại gấp bội và gấp bội phần đau khổ so với những gì họ gây ra cho động vật ngay lúc này. Dạ sư phụ, gần đây có nhiều vụ cháy rừng và hàng tỷ động vật đã chết. Họ đã làm điều đó một cách tình nguyện. Chỉ để hy sinh cho nhân loại, để chúng ta có thời gian, có thêm thời gian để thức tỉnh, tôi đã cầu xin họ. Nhưng tôi không nghĩ họ sẽ hy sinh theo cách này. Tôi chỉ muốn xin họ rằng, đừng trả thù con người. Hãy bảo vệ con người bởi vì con người lầm lạc. Họ bị đầu độc bởi đủ thứ thói quen và ảnh hưởng của ma quỷ. Vì vậy mà tôi cầu xin thiên nhiên
Xin hãy khoan dung, hãy bảo vệ con người, nhưng tôi không nghĩ rằng họ bảo vệ con người theo cách này, bằng cách hy sinh tới hàng tỷ mạng sống của họ, cây cối và động vật. Họ đã làm thế đó. Nếu không, sẽ có nhiều người chết hơn. Thay vì con người chết hoặc bị hủy diệt, động vật, cây cối, núi non và tất cả chúng sinh, họ hy sinh thay cho con người. Xin bớt cơn quằn quại, cho lễ này cũng cạn với đêm thâu. Này biển hồ, hãy đừng với sóng nhạc, cho con người còn hy vọng ngày sau. Này sinh linh, hãy ngậm cười trên suối, dù không lời chăn trội lục chia ly, cho tim ta mau giảm phần nức nở, chờ nhân gian sám hối kiếp châu kỳ. Này rừng thẳm, hãy gắng gìn bản thể, chở che cho nhân loại phút mê lầm. Hãy nhận lấy trong ta nghìn giọt lệ, để vun bồi cây lá rễ hùng lâm. Nếu họ hy sinh, tất nhiên việc hy sinh đó sẽ hữu ích, nhưng nếu chúng ta buộc họ phải chết hoặc giết họ để hiến tế thì lại khác. Điều đó không tốt, điều đó chỉ khiến chúng ta thêm nghiệp chướng nặng nề. Dạ hiểu, thưa sư phụ. Trong vài tuần qua, thế giới đã cầu nguyện cho thế giới thuần chay. Sư phụ có thể chia sẻ hiệu quả tích cực của sự cầu nguyện này. Cảm ơn sư phụ. Có tác dụng phần nào, nhưng không phải cả thế giới cầu nguyện và không sám hối trong tâm và không thay đổi lối sống của họ. Những con số không đủ lớn. Dạ sư phụ, dạ hiểu. Tâm họ phải chân thành và khiêm tốn. Không chỉ sám hối bên ngoài hoặc lễ bái hay gì hết. Thượng đế không bị dối gạt đâu. Dạ sư phụ. Ngay cả loài vật họ nhìn thấu chúng ta, loài vật họ quan sát, họ biết mọi điều.